Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, mặc dù tỷ lệ cư dân Úc được chủng ngừa hiện đang ở mức rất thấp, thế nhưng trong trường hợp hầu hết cư dân đã được chủng ngừa thì cũng không được coi là an toàn vì các chuyên gia đã cảnh báo rằng hàng triệu cư dân Úc có thể sẽ vẫn bị nhiễm COVID-19 sau khi đã được chủng ngừa. Trong khi đó, thì một nghiên cứu tại Viện Đại học Oxford lần đầu tiên đã xác nhận về liên hệ giữa những người đã từng bị dương tính với COVID-19 và chứng bệnh tâm thần sau khi đã khỏi bệnh. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021. Chuyên gia cảnh báo cư dân Úc vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 mặc dù đã được chủng ngừa. Theo nguồn tin news.com.au, thì các chuyên gia dịch tễ học tại Úc đã lên tiếng cảnh báo rằng hàng triệu cư dân Úc vẫn có rủi ro bị nhiễm COVID-19 mặc dù đã được chủng ngừa vaccine. Y sĩ đoàn AMA nói rằng hiện nay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy vaccine Pfizer và vaccine AstraZeneca có thể hoàn toàn ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Theo nhận xét của Phó Chủ tịch AMA, bác sĩ Chris Moy, thì chúng ta mặc dù hy vọng là chủng ngừa vaccine có thể ngăn chặn được lây lan, nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào về việc này. Một phần của lý do là vì đây là các loại vaccine mới và các giới khoa học vẫn chưa có bằng chứng hoặc dữ kiện cụ thể để có một kết luận rõ rệt. Trong khi đó, thì giáo sư Peter Collingham, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Viện Đại học Quốc gia ANU, thì cảnh báo rằng chúng ta không nên ỉ lại là sẽ không bị nhiễm Covid-19 chỉ vì chúng ta đã được chủng ngừa. trong khi đó thì các thử nghiệm vaccine cho thành phần trẻ em cũng đã bị tạm ngừng tại một vài nước kể cả nước Anh. nhắc lại là tại Úc hiện nay vaccine AstraZeneca và Pfizer chỉ được chủng ngừa cho thành phần từ 18 tuổi trở lên với AstraZeneca và từ 16 tuổi trở lên với vaccine Pfizer. Chính phủ Úc đã dự trù là thành phần thanh thiếu niên dưới 16 tuổi có thể được chủng ngừa vào giai đoạn cuối cùng của lịch trình. Nhưng điều này có thể sẽ không xảy ra vì thứ nhất là không có vaccine thích hợp và thứ nhì là vì cơ quan kiểm soát dược phẩm TGA vẫn chưa chuẩn nhận. Đại dịch COVID-19 rủi ro bệnh tâm thần của nạn nhân Đại dịch COVID-19 chỉ xảy ra trong vòng một năm qua nên hậu quả của dịch bệnh vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng Tuy nhiên, một lĩnh vực đang trở nên một nguy cơ cho các nạn nhân là vấn đề sức khỏe tâm thần. Một vài chuyên gia về bệnh tâm thần đã chỉ trích chính phủ liên bang cũng như các tiểu bang và lãnh thổ là đã thờ ơ ờ hoặc không quan tâm đúng mức về hậu quả của dịch bệnh COVID-19 về mặt sức khỏe tâm thần. Theo nguồn tin từ đài ABC, thì Viện Đại học Oxford tại Anh Quốc đã nghiên cứu hồ sơ bệnh lý của 230.000 bệnh nhân COVID-19 so với bệnh nhân bệnh cảm cúm flu hoặc các bệnh về đường hô hấp. Kết quả cho thấy rằng nạn nhân bị bệnh tâm thần sau khi đã nhiễm COVID-19 cao hơn là bệnh nhân của các chứng bệnh khác. Một cách cụ thể thì cuộc khảo cứu này đã cho thấy một trong ba người là nạn nhân sống sót của bệnh COVID-19 thì đã có triệu chứng về bệnh tâm thần trong vòng 6 tháng sau khi bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, một trong 10 người còn nói rằng đây là lần đầu tiên mà họ cảm thấy bị mắc bệnh tâm thần. Trong cuộc nghiên cứu này, các chuyên gia cũng đã tìm thấy 17% bệnh nhân bị đặt trong tình trạng lo âu thái quá, tức là anxiety, 14% đã bị thay đổi tâm tính, tức là mood disorders và 5% đã bị bệnh mất ngủ. Các chuyên gia đã chỉ trích chính phủ, kể cả chính phủ tiểu bang Nam Úc, là đã thờ ơ hoặc không có sự chú ý đúng mức về tình trạng sức khỏe tâm thần này. Giáo sư John Mendoza nói rằng, ông đã cảnh báo với chính phủ Nam Úc về tình trạng bệnh tâm thần đáng quan tâm này. Hiện nay tại nhiều tiểu bang vẫn chưa có cơ quan chuyên môn nào để đối phó với tình trạng bệnh tâm thần gây ra bởi dịch bệnh Covid-19. Phản ứng của các chính phủ, đặc biệt là tại Nam Úc, là bộ y tế tiểu bang lúc nào cũng nỗ lực trong vấn đề chăm sóc sức khỏe và bệnh tâm thần cho cư dân. Tin kinh tế tài chính. IMF dự báo nền kinh tế Úc sẽ tăng trưởng 4.5% trong năm nay. Trong báo cáo được công bố vào hôm qua, Quỹ tiền tệ thế giới gọi tắt là IMF đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế đối với nước Úc, cũng như với hầu hết các nền kinh tế khác trên toàn cầu, trong bối cảnh việc triển khai chủng ngừa vaccine chống COVID-19 đang hỗ trợ tích cực cho các nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng. Theo dự báo của IMF, thì tổng sản lượng nội địa GDP của Úc có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế 4.5% trong năm nay 2021, tăng 1% so với nhận định của IMF hồi tháng 1 vừa qua. Lý do của sự gia tăng này là vì IMF cho rằng sự phục hồi của thị trường lao động tại Úc đang tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng cá nhân và qua đó thúc đẩy nền kinh tế Úc Châu phục hồi mạnh mẽ. Tuy đưa ra dự báo tích cực đối với nền kinh tế của Úc cũng như trên toàn cầu, nhưng giới chuyên gia của IMF cũng khuyến nghị chính phủ các nước cần tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ nền kinh tế phù hợp bởi những thách thức từ đại dịch toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc trong khi nợ công của các nước đang gia tăng. IMF đưa ra dự báo mới nhất trong bối cảnh nền kinh tế Úc đang trên đà hồi phục tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm chỉ còn 5.8% vào tháng 2 vừa qua. Trong một tuyên bố gần đây, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg cho biết, trong giai đoạn phục hồi kinh tế sắp tới, chính phủ Úc sẽ thúc đẩy hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân với những khoản hỗ trợ chưa từng có, bao gồm cắt giảm thuế, khuyến khích đầu tư kinh doanh, đào tạo kỹ năng, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ có mục tiêu cho các ngành hàng không và lĩnh vực du lịch. Tin từ Victoria Chủ nông trại phản đối chính phủ vì sự thiếu hụt nhân công hái trái sự xuất hiện của hàng ngàn công nhân thời vụ tại các trang trại ở Victoria vào những tuần qua được cho là quá muộn với những người nông dân Mô tả kế hoạch của chính quyền tiểu bang là một công việc hoàn chỉnh. Tình trạng thiếu hụt nhân công hái trái tại các nông trại trên khắp nước Úc đã trở nên trầm trọng hơn vào đầu năm 2021 khi mà biên giới quốc gia đã đóng chặt cửa kể từ tháng 3 năm ngoái 2020, đến mức độ mà các chủ nông trại phải kêu gọi chính quyền các cấp liên bang cũng như tiểu bang nên có những phương án hành động khẩn cấp. Trước bối cảnh này, chính quyền lao động tại Victoria đã quyết định mở cửa, chào đón hàng ngàn công nhân thời vụ từ các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, hành động này được cho là quá trễ và càng khiến những người trồng trọt thêm giận dữ với chính quyền Victoria. Hàng trăm công nhân hái trái đã bị giảm việc ở Victoria như một phần của kế hoạch để đưa 1.500 lao động thời vụ đến Victoria từ Vanuatu, quần đảo Solomon và Samoa để làm việc tại các trang trại của Victoria, và lấp đầy khoảng trống khắc nghiệt do thiếu khách du lịch ba lô gây ra. Tuy nhiên, thời gian này là thời điểm cuối cùng của mùa thu hoạch tại Úc, và vì vậy, thay vì vui mừng vì sắp có được nhân công hái trái, thì chủ nông trại tại Victoria đã chỉ trích hành động muộn màng này của chính phủ. Một việc mà đáng lẽ chính phủ cần phải thực hiện vào cuối năm ngoái 2020. Cũng vì sự chậm trễ này mà lĩnh vực nông nghiệp tại Victoria đã bị thua lỗ hơn 20% doanh thu so với thời kỳ tiền đại dịch. Theo lời Bộ trưởng Nông nghiệp Victoria Mary Ann Thomas, thì nhân số 1.500 nhân công thời vụ này đã bay đến Tasmania để cách ly trong 14 ngày trước khi được đến Victoria vào cuối tuần qua. Thế nhưng này thì các chủ nông trại đã không còn cần đến nhân số 1.500 người này nữa. Tin đời sống hàng ngày Thói quen ăn uống tại nhà giúp gia tăng lợi nhuận cho nhân viên Uber Eats. Dịch vụ giao thức ăn tận nhà, gọi là Uber Eats, đã tạo ra gần 60.000 việc làm trong thời đại dịch Covid-19 với mức lương trung bình trong một giờ là 20 đô la sau khi đã khấu trừ mọi chi phí. Thông tin này đã được xác nhận bởi một báo cáo được ủy quyền bởi công ty kinh tế kỹ thuật số toàn cầu Uber có tên gọi là Accenture. Báo cáo của Accenture đã nêu lên những lợi ích công việc linh hoạt của dịch vụ giao thức ăn tận nhà mà mọi người tiêu dùng có thể truy cập thông qua ứng dụng Uber Eats. Báo cáo cho thấy khi ăn uống tại các nhà hàng không còn trở thành một lựa chọn trong thời kỳ đại dịch thì chi tiêu của người tiêu dùng cho các dịch vụ giao đồ ăn nhanh đã gia tăng nhanh chóng và hiện đã gia tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi đại dịch bắt đầu. Cũng theo báo cáo này thì trong suốt năm 2020, Uber Eats đã tạo ra 59.000 việc làm, tức là đã gia tăng gấp 8 lần so với số việc làm có sẵn khi bắt đầu hoạt động tại Úc vào năm 2016. Nhiều công việc trong số này đã thuộc về những cá nhân có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận công việc vì các hạn chế về thị thực, kỹ năng hoặc kinh nghiệm hạn chế và khả năng thông thảo tiếng Anh hạn chế. Khoảng 77% những người lao động này không đủ điều kiện để được chính phủ liên bang hỗ trợ trong thời kỳ đại dịch, chủ yếu là do tình trạng thị thực của họ. Sau khi trừ chi phí trung bình theo giờ, Báo cáo cho thấy nhân viên giao thức ăn tận nhà đã nhận được trung bình là 20.74 đô la trong một giờ nếu họ sử dụng xe hơi hoặc 21.97 đô la với xe máy và 21.92 đô la với xe đạp. Cũng theo báo cáo này, thì nhân viên giao hàng đánh giá cao tính linh hoạt và quyền tự chủ khi trở thành ông chủ của chính họ. Nói tóm lại, thì công việc giao thức ăn tận nhà đã trở nên khá phổ biến tại Úc trong thời đại dịch và cũng là cơ hội giúp nhiều người có được việc làm, đặc biệt là giới trẻ và sống ở Úc với visa tạm thời. Tin sức khỏe đời sống Xây dựng mô hình dự đoán nguy cơ bị béo phì ở trẻ em Các khoa học gia tại Viện Đại học Queensland đã phát triển thành công mô hình có khả năng dự đoán về việc một đứa trẻ sơ sinh có nguy cơ bị béo phì khi đến độ tuổi từ 8 hoặc 9 hay không, và mô hình này đã được công bố trên tạp chí khoa học có tên gọi là Pediatrics and Child Health. Theo mô hình này thì dựa trên các yếu tố nguy cơ được thu thập trong mỗi lần khám định kỳ trong thời gian 12 tháng đầu đời của trẻ sơ sinh. Các khoa học gia đã phát triển mô hình gọi là iPathway. Theo ông Oliver Canfell, thành viên nhóm nghiên cứu và cũng là chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Y tế thuộc Đại học Queensland, thì các yếu tố nguy cơ gồm sự thay đổi cân nặng của trẻ trong năm đầu tiên, chiều cao và cân nặng trước khi mang thai của mẹ, chiều cao và cân nặng của cha, cách ngủ của trẻ trong năm đầu tiên sinh non nếu bà mẹ hút thuốc khi mang thai và nếu trẻ sơ sinh là bé gái. Ông Canfield cho biết mô hình này có thể tính toán nguy cơ béo phì ở trẻ em với mức độ chính xác là 74.6%. Theo các nhà nghiên cứu thì tại Úc khoảng 25% trẻ em là có cân nặng vượt chuẩn và do đó để phòng ngừa bệnh béo phì của trẻ em thì các chuyên gia sẽ sử dụng mô hình iPathway này để theo dõi 1.000 ngày đầu đời của các em, tức là 3 năm đầu tiên, để có thể ngăn chặn nguy cơ trẻ em bị béo phì. Theo ông Canfield, việc xác định trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bị béo phì sẽ giúp các bác sĩ và gia đình chủ động có biện pháp phòng ngừa. Trong nghiên cứu này, các khoa học gia đã sử dụng dữ liệu của gần 2.000 trẻ em từ sơ sinh đến 9 tuổi trong dự án Brain Study ở tiểu bang Tây Úc, qua đó lấy cơ sở để khẳng định rằng việc dự đoán tình trạng béo phì ở trẻ em tại Úc là khả thi. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.